chuyên sâu và đào tạo nâng cao về quản lý vận hành tại ASEAN Japan. Hãy cùng mình đến lớp học này nhé! Để hỗ trợ cho buổi đào tạo, đội ngũ khối Bách của Asahi Japan đã bắt đầu công tác chuẩn bị từ rất sớm. Tất cả đã sẵn sàng để chào đón học viên ngày hôm nay. Đây là khóa đào tạo nâng cao kiến thức dành riêng cho toàn bộ cán bộ nhân viên làm việc tại các ban quản lý. Để mỗi cán bộ nhân viên của mình có được những kiến thức chuyên sâu về ngành, đồng thời học hỏi được những kinh nghiệm thực tiễn, các chương trình đào tạo đã và đang sẽ luôn được Asahi Japan đặc biệt chú trọng. Đội ngũ giảng viên xuyên suốt khóa học đều là những người có kinh nghiệm giảng dạy cùng những thực tiễn chuyên sâu, đảm bảo mang đến những kiến thức thiết thực nhất tới cán bộ nhân viên Asahi Japan. Chuyên đề đào tạo offline ngày hôm nay xoay quanh chủ đề quản trị rủi ro, quản lý dịch vụ nhà thầu trong nhà chung cư. Đây là một trong những lĩnh vực vô cùng quan trọng với mục đích phát hiện sớm và loại bỏ những nguy cơ gây mất an toàn cho cư dân, khách hàng và hệ thống kỹ thuật, tài sản chung của tòa nhà, nhằm đảm bảo an toàn môi trường sống tại những dự án mà Asahi Japan quản lý. Em chào anh. Anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình qua buổi học ngày hôm nay được không ạ? Trước tiên thì mình rất là cảm ơn các lãnh đạo của Asahi đã tổ chức cho các nhân viên một cái buổi học rất là bổ ích như thế này. Sau buổi học hôm nay thì mình đã học được rất nhiều các cái kiến thức về luật, về các cái quản lý vận hành mà trước đây mình chưa biết. Trong buổi học đào tạo quản lý vận hành hôm nay, mình được thầy giáo chia sẻ rất nhiều kiến thức bổ ích như là về môi trường, an toàn, thang máy. Trong đó thì mình thấy là môi trường là cái quan trọng nhất và tất cả các lĩnh vực đều liên quan đến môi trường. Từ vận hành kỹ thuật, máy phát điện, chất thải. Và khi mình thải ra thì nó sẽ liên quan đến môi trường. Cái đấy là cái rất được phải lưu tâm trong quản lý vận hành tòa nhà. Thì hôm nay học về kiến thức quản trị rủi ro. Đây là kiến thức mà cần phải có từ kinh nghiệm thực tế cho đến trải nghiệm thực tế. Tại buổi học thì mình đã được lắng nghe những chia sẻ thực tế và cách áp dụng trong quá trình làm việc tại mỗi dự án. Vâng, xin cảm ơn chị ạ. Kết thúc chương trình đào tạo nâng cao, đội ngũ ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Asahi Japan đều phải trải qua kỳ thi đánh giá năng lực để tổng hợp những kiến thức được học trong suốt chương trình. Sau buổi kiểm tra, học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ chứng nhận năng lực quản lý vận hành nhà chung cư theo đúng quy định của Bộ Xây dựng. Tại Asahi Japan, chúng tôi luôn tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ nhân viên ở các ban quản lý và coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để bảo chứng chất lượng dịch vụ, góp phần ổn định cuộc sống của cư dân, tạo lập môi trường sống an toàn, quy củ và lành mạnh.